Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh Cần Câu Nhật Bản nha mọi người. Hôm nay tiếp tục với cần câu đây. Giờ gọn qua bên, của ai? Đầu tiên là một cái cần súp này. Đấy, 2m7 nha mọi người. 2m7. Cái này Korea xuất Nhật. Korea xuất Nhật nha mọi người, đây Fuji FX6. Đấy, bát nha mọi người. Khoan này, dàn khoan còn ok nhá. Đấy, Dabu này, Dabu Fuji nhá. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người. Đấy, về vệ sinh ra là sẽ sạch đẹp thôi. Đấy, đấy, mình cào cái lớp bẩn ra cho mọi người xem này. Đấy, ok. Cần này dài 2m7, thu vào là 1m03, độc là 2,6 ly, cân nặng là 180 gram. Cái này cái số 1. Số 1, 200. Số 2, tiếp tục một cây cần súp dài 3m6. Bát FK này. FK 7 nha. Khoan của nó thì có cái bị thay rồi này. Còn có mấy cái này cũng vỡ nứt rồi, về mọi người thay lại mấy cái khoan này đi. Đầu bu thì còn nha mọi người. Đây, đầu bu thì đây. Ok. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng. Mấy cái khoang này nó nứt, nó rơi đá ra luôn. Mình coi nha. Coi như là mấy cái khoang này hư hết nha mọi người. Đấy. Cần dài 3m6, thu vào là 1m06, độc là 2,7 ly, cân nặng là 280 gram. Cái này cái số 2. Số 2. Cái này 120 nghìn. Số 2, 120 nghìn. Số 3. Ủa, cái này quấn băng keo gì đây ta? Để mình lọc thử cái băng keo này nha. Chắc có lẽ là bị dập, bị gì cái ống này rồi. Lọc ra coi thử, biết. Keo của bọn này khó chơi quá. À, đúng như mình dự đoán là nó có bị dập nha mọi người. Đây, này. Bị dập ra. Để mình coi bên trong nó có ảnh hưởng gì không. Không, bên trong không ảnh hưởng gì. Cái này chắc đi cao đạp giẫm gì nó nứt đây nha mọi người. Đạp giẫm nó nứt này, nứt xíu này. Đây, đây nha. Chắc là đạp trúng thôi. Đấy, khoan thì cũng hư hết rồi. Khoan thì cũng hư hết rồi. Đồ bu này. Đấy, về mọi người lấy phôi hai cái lóng gốc hoặc là thay cho cái cần khác cũng được nha mọi người. 1, 2, 3. Bốn lóng thì cái lóng gốc nó bị dập nha mọi người. Đấy, lóng gốc nó bị dập chỗ này. Đấy. Rồi, bát Fuji FX7. Cần này dài 3m6, thu vào là 1m03, độc là 2,8 ly, cân nặng là 310 gram. Cái này cây số 3.
Số 3, 70.000. Số 3, 70.000. Số 4, đây. Một cái 2m7 Made in Korea. Đấy. Cũng kiểu súp nhau rồi. Đây. Dobo Fuji này. Đây, đột khá là to nhé. Một lóng, hai lóng, ba lóng. Đây, bát Fuji FS6. Cần dài 2m7, thu vào là 1m01. Đột là 2,9 ly. Cân nặng là 180g. Cây này cái số 4. Giá 100. Số 4 100 nha mọi người. Số 5 là một cây cần súp Daiwa 3m. Đây. Khoan. Đa phần là nứt vỡ về mọi người thay hoặc là dán keo nha mọi người. Cái này dán keo được bình thường. Đấy. Dán keo được bình thường. Còn không thì mọi người thay đi. Mọi người dán keo AB vào. Đấy. Đồ bu thì còn nhé. Một lóng, hai lóng, ba lóng. Này, bát Fuji FX7 nhé. Cần dài 3m, thu vào là 1m17. Đột là 2,6 ly, cân nặng là 310g. Cây này cây số 5. Số 5. Cây này 170.000. 170.000 nha mọi người. Đây, số 6 là một cây 3m9 nữa, súp nha mọi người. Đấy, dàn khoan thì cũng coi như là hư hết rồi đi. Đấy. Còn được cái đầu bu. Đấy. Đọt của nó này, cứng thế này đây. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng. Bốn lóng nha mọi người. Đọt này cứng cứng này, đi bạc bãi đúng không bạn? Đây. Fuji FX7 nha. Bát. Dưới này đây. Cái góc, lóng góc dưới này có hơi nứt nứt nha. Không xi nhê nha mọi người. Mình bóp nó cũng không có lúng. Đấy. Chẳng qua bị đạp hay gì, bị dặn dặn xuống xí thôi. Đây. Nước nước như thế này không ảnh hưởng gì máy đâu nha mọi người. Ngay cái góc luôn mà, ngay góc luôn này. Đấy. Cần này dài 3m9, thu vào là 1m11, đọt là 3,7 ly, cân nặng là 460g. Số 6. Số 6. Cây này 100. Số 6, 100 nha mọi người. Số 7 là một cây cần 3 khúc Olympic. Cần 3 khúc Olympic nha.
cái cần này thì mắc đầu u này, hư cái khoang tiếp theo này đấy, còn lại hai cái khoang. Nhưng mà nói chung là cây này thì mình khuyên mọi người về là hai ba cái khoang với một cái đầu u mới phát vào cho nó đồng bộ này, ba cái khoang và một đầu u nha mọi người, vào đồng bộ đi cao cho nó sướng. Đây cây này thì nó không bị gãy gì, nó chỉ bị mắc cái đầu bu thôi nha mọi người, không hề bị gãy gì, bị mắc đầu bu thôi. Về mọi người rút cái ống này ra, hai cái đầu bu với hai ba cái khoang đấy, bát FK FS 7 này đây, đọt của nó đây. Cái cần này dài 3m3, thu vào là 1m19, đọt là 2,4 ly, cân nặng là 360 gram. Đấy, 3 khúc nha mọi người. Đây là cái số 7. Số 7 33 đấy, 150.000. Số 7 150.000. Đây, số 8 tiếp tục một cây cần Olympic. Cây này thì cây ISO khoang lớn rồi. Đây, ISO khoang lớn, đọc số 2, dài 2m7. Đây, này bị cây cần này bị tụt đầu bu nên nó tụt một số khoang nha mọi người. Bị tụt đầu bu chứ nó không có bị gãy nhá, đầu bu nó bị tụt ra thôi. Đây, còn nguyên cái ngọn của nó đây nhá. Đấy, đọc tháp nhá. Đây, nhiều anh á là anh về anh thấy cái đọc này, anh kêu là đọc này bị gãy nối, nhưng mà không phải, đây là nguyên bản của nhà sản xuất nha mọi người. Nguyên bản của nhà sản xuất đó là đọc này là đọc tháp nhá. Đọt tháp như thế này, đọt tháp có nghĩa là người ta giống như nối vậy đó, nhưng mà cái ống này người ta ghép như thế này là gọi là đọt tháp nhé. Đây, cái này thì không hề bị gãy, nhưng mà chỉ có là bị tụt cái đầu bu ra nên nó rớt hình như là hai ba cái khoang gì đấy. Về mọi người thay vào nhé. Đây, còn cái khoang là ok. Đấy, nó có bốn lóng tất cả nhé. Bát vặn kim loại này, cái này ngoại hình cũng còn khá là mới. Đây, dài 2m7, thu vào 75cm, đọt là 1,6 ly, cân nặng là 220 gram. Cây này cây số 8. Số 8 140.000. Số 8 140.000. Số 9. Đây, số 9, một cây cần, cái cần này đây, có cái tem này thôi. Đây, 2m7 nhân 3 khúc, nhân 3 lóng. Đây, lóng của nó, khoang thì cũng khá là hư rồi, về mọi người thay 4 cái khoang mới cho nó đẹp nhé. Đây, đầu bu Fuji FK rồi đây, đầu bu liền, rất là cứng nha mọi người. Một lóng, hai lóng, ba lóng, đấy, y như mô tả. Bát Fuji, cần dài 2m7, thu vào là 1m05, đọt là 2,2 ly, cân nặng là 160 gram. Cây này cây số 9. Cây này 120.000. Số 9 120.000. Số 10 tiếp tục một cây cần ISO khoang lớn Olympic 3m3 này, ISO khoang lớn,
Cái này bị gãy đọt nên hiện tại nó chỉ còn 3 mét 2 thôi nha mọi người. Đấy, hiện tại nó chỉ còn 3 mét 2 thôi. Nó cũng đọt tháp này. Chỉ gãy khoảng cỡ 10 phân nhá. 3 mét 3 nhưng mà giờ còn 3 mét 2 thôi. Đấy, nó gãy nên nó rớt chắc cỡ khoảng 2 khoang. Đấy, rớt thêm khoảng cỡ 2-3 cái khoang gì đấy. 2 cái khoang nhá. Một đầu bu với 2 cái khoang. Đấy, về mọi người thay cái đấy vào. Đấy, 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng. 5 lóng nha mọi người. Đây, còn những cái khoang còn lại mọi người xem luôn. Ok. Không bị gì. Bass Fuji FX6. Ok. Cần này hiện tại đang là dài 3m2, thu vào là 74 cm, đọt là 0,9 ly, cân nặng là 180 g. Chờ một tí, dán. Số 10. Số 10. 170.000. Số 10 170.000 nha mọi người. Số 11 là một cây súp Daiwa 4,5 m nhé. Đây quay. Cây này súp. Súp mà có lục cũng được nha mọi người. Lục cũng được. Đây. Khoang cái thì còn, đầu bu còn, nhưng mà mấy cái khoang trung gian thì cũng nứt vỡ rồi, về mọi người thay 5 cái khoang trung gian đi nhé. Đây, đọt. 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng tất cả nha mọi người. 5 lóng. Bass Fuji FX7. Này. Chỗ này mấy cái chỗ này lúc hàng về người ta cuốn bằng keo đồ thôi nha mọi người. Đây. Lọc ra rồi mọi người lau sạch đi thật không sai. Dài 4,5 m này. Thu vào là 1,09 m, đọt là 2,5 ly, cân nặng là 660 g. Cây này cây số 11. Cây này 190.000. 11 190.000. Hai tiếp theo là một cây súp có lục quỳ. Đấy, đấy, đây là khoang cái còn xài ok nhá, mấy khoang trung gian cũng hư rồi, đầu bu vẫn còn nha mọi người. Đấy, đa số những cái khoang nhựa đều nứt vỡ hết rồi. Đấy, đọt này, một lóng, hai, 3 4 5, 5 lóng nha mọi người. Bass Fuji FX7. Đấy, cần này nguyên bản của nó là 3,9 m này. 5 lóng này. Đấy. Đo xong dài 3,9 m, thu vào là 95 cm, đọt là 2,8 ly, cân nặng là 510 g. Đây là cây số 12. 12. Cây này 180.000. 12, 180.000. Tiếp tục là một cây Ryobi CX2M1. Đây. Thằng nhỏ nhỏ lóng dài. Đấy,
mấy cái khoang nhựa này về mọi người thay đi, thay bốn khoang nhựa này nhá. Dabu này, Dabu Fuji nhá mọi người, Dabu Fuji đấy, một lóng, hai lóng, ba lóng, thằng này ba lóng nhá. Bát Fuji FS6, ủa bát này nó mắc mất cái trượt chỗ này rồi đấy. Bát này nó mắc mất cái trượt rồi, về mọi người kiếm cái trượt thay vô nhá, kiếm cái trượt thay vào nhá. Đấy, kiếm cái trượt ráp vào thôi chứ còn không cần thiết phải thay luôn cái bát nhá, kiếm cái trượt thay vào thôi. Cái đấy, đồ này nhiều mà đấy. Cần này dài 2m1, thu vào là 8m1, 81cm, đột là 2,5 ly, cân nặng là 120g. Cái này cây số 13. Mười ba tám mươi. Đây, 14 là một cây cần Daiwa 4,5m. Cần này cũng cần ISO khoan nhựa. Đây, đúng rồi, ISO nha mọi người. Đấy, Dabu 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4, 5, 6, 6 lóng nha mọi người. Đây, bát FK FS6 nha. Cần này hiện tại đo là dài 4,3m, thu vào là 89cm, đột 0,7 ly, cân nặng là 280g. Cái này cây số 14. Một trăm hai mươi nghìn. Tiếp theo số 15, đây là một cái cần Shimano. Đây, cần nào cần này gọi là cần gì ta, hai khúc. Hai khúc câu máy nằm nha mọi người, hai khúc câu máy nằm. Cần này em đọc thông số trước này, dài 1m65, thu vào là 95cm, đọc là 2 ly, cân nặng là 200g. Đấy, cây này thì cái gốc nó ngắn hơn so với cái ngọn nhé. Này, 5,5 feet, 5,5 feet nhân cho 3. Đấy, là thành 1m65 đấy. Ok, đọc này, đọc nó dài hơn cái lóng nha mọi người, đọt có dài hơn cái gốc quay. Đấy, dàn khoan này đây, thằng này có cái hư rồi này, một cái này hư thôi, một cái này hư, còn mấy cái kia ok nha mọi người. Shimano, đấy, bắt vặn khóa ở đây. Cái này cây số 15. Cây này 190.000. 15, 190.000. Tiếp tục một cây súp lục. Đấy, cây này thì đúng thông số của nó là dài 3m6, 4 lóng nha mọi người. Khoan này,
jacuzzi nhé. Đấy. Vâng, em mua máy như vậy. Dàn khoang ok, không nứt vỡ gì, chỉ có đầu bu này hình như bị thay rồi. Đầu bu này bị thay hư rồi nha mọi người. Bị hỏng rồi. Đầu bu hỏng rồi, với lại đầu cũng bị gãy nên thay cái đầu bu khác nhé. Ok. 1 lóng. 2 3 4 4 lóng đó nha mọi người. Bass Fuji FX7. Cần này hiện tại chỉ dài 3m6, thu vào là 1m01, đột là 3,2 ly, cân nặng là 400 g. Cây này cây số 16. Cái này 130.000. 16 130.000. 17 tiếp tục một cây 3m6. Này. Dàn khoang, bốn cái khoang về người thay đi mọi người. Còn cái double ok này. Đấy, double Fuji nhé. Lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng. Bass Fuji FX7. Cần dài 3m rưỡi, 3m6 mà nó bị gãy 10 phân, còn 3m rưỡi nha mọi người. Thu vào là 1m02, đột là 2,6 ly, cân nặng là 320 g. Cây này cây số 17. Cây này 150. 17 150. Số 18. Một cây 3m6 của nào đây? Đây. Nageri rồi đây. Dòng của thằng. Này. Dàn khoang hư hết rồi, chỉ còn cái đầu bu thôi nha mọi người. Còn cái đầu bu Fuji này. Đầu bu Fuji ok nhé. Lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng nha mọi người, 4 lóng. Bass Fuji FX6. Cần này như bị gãy 5 phân đọt hay sao, không gãy gì đây. Chắc cũng có bị gãy xíu rồi. Đấy. Dài hiện tại là dài 3m55, đọt là 1m02 nha mọi người, 1m02 cm, thu vào 1m02 cm, đọt là 2,6 ly, cân nặng là 300 g. Cái này cây số 18. Một trăm ba mươi nghìn. Rồi. Cũng là cây sub 3m6 made in Korea. Đây này là lãi của cái nào ta? Cái này là lãi của bên nào đây?
theo cây số 19 này, 26 mấy in Korea nha mọi người. Dàn khoan hư rồi, còn có đầu bu thôi. Này, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng. Fuji FX7 cần này dài 3,6 m, thu vào là 1,03 m, độc 2,8 ly, cân nặng 360 g. Đây là cây số 19, 130, 19, 130. Một cây Ryobi đấy, bát Fuji FX7 đấy, cây này dạng ISO nhé, đọt này. Một lóng, hai lóng, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, tám lóng nha mọi người, tám lóng. Đây, dàn khoan của nó cũng hầu như là hư rồi, mọi người về thay luôn nhé. Đấy, thay luôn. Bát Fuji FX7 cần này dài, hiện tại đang dài 4,9 m này, 4,9 m. Thu vào là 77 cm, đột là 1,8 ly, cân nặng 420 g. Đây này cây số 20, 20 này 150 nghìn, 20 150 nghìn nha mọi người. Đây là cây này, thân gọn nhé, thân nhỏ nhé. Đây, bốn cái khoan cũng hư rồi. Đấy, khoan cái thì còn được, nhưng mà về mọi người lỡ thay ba khoan là thay luôn cái này. Đấy, còn không như bình thường nè, người ta cũng dán keo này, nhưng mà cái này mắc đá rồi. Về mọi người thay bốn cái khoan đi nha mọi người. Một lóng, hai lóng, ba lóng. Bát Fuji FX6 đấy. Cần này dài hiện tại đang là 2,5 m, thu vào là 90 cm, độc là 2,2 ly, cân nặng là 140 g. Cái này cái số 21. Cây này 130 nghìn, 21, 130 nghìn. Số 22 tiếp cần này. Đấy, cũng thân vừa phải nha mọi người. Lóng dài. Đấy. Khoan thì cái khoan góc mà bị hư rồi, nên người ta cột lại cái này nè, người ta cột lại cái khoan cái rồi đó nhé. Đây, còn khoan này cũng có nứt bể này. Đấy, nứt kim loại nha mọi người, còn đá đồ còn nhé. Đấy, đầu bu Fuji. Một lóng, hai lóng, ba lóng nha mọi người. Fuji, bát Fuji FX6 nhé. Cần dài 2,7 m, thu vào là 1 m, độc là 2,5 ly, cân nặng là 160 g.
Cây này cây số 22. 22 này 100. Ba là một cây cần 2m4 đấy, dàn khoan của nó đây, đá còn nha mọi người, đột một lóng, hai lóng, ba lóng. Cần dài 2m4, thu vào 86cm, đọt là 2,2 ly, cân nặng 160g. Cây này cây số 23. 23 này 150.000. 23 150.000. Số 24. 24 một cây cần dài 24. Cần này đúng ra là thu vào được nữa, nhưng mà chỗ này sao người ta rút lên nó mắc luôn, cứng ngắc rồi. Mình gõ không xuống được nha mọi người. Đấy, đáng ra thì rút được cái đoạn này nữa, nhưng mà kéo lên sao mà giờ nó cứng ngắc luôn, mình hạ không xuống được nhé. Đây là mình để như vậy luôn. Đấy, khoan này. Cái này mắc đá rồi này. Còn những cái này còn nhé, về thay khoan khái đi nhé. Đầu bu này, một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng, năm lóng. Đáng lẽ là nó sáu lóng, nhưng mà lóng số 5 với số 6 giờ nó dính cứ ngắt rồi, nên thành ra tính là có 5 lóng thôi nha mọi người. Như cái cây này là thuộc dạng mini 24 đây, cuối cùng vẫn dài thêm lóng nữa. Hiện tại đang là dài 2m5, thu vào là 92cm, đọt là 2 ly, cân nặng 180g. Cây này cây số 24. 24. Cây này 80.000. 24, 80.000. Số 25 là một cây cần kinh tên 2 khúc. Kinh tên 2 khúc. Đấy, cái cần này thì hư một cái khoan cái thôi, còn lại những cái khoan với đầu bu thì còn nhé. Khoan với đầu bu thì còn, hư một cái khoan cái thôi. Đấy, đọt này. Ok. Bát vặn này. Đây, kim loại nhé. Cần dài 1m8, thu vào là 95cm, đọt là 2,3 ly, cân nặng là 120g. Cây này cây số 25. 25. Cây này 130. 25 130. Hai mươi sáu một cây súp 3m. Này. Khoan của nó. Ok. Dàn khoan còn ok nha mọi người. Đấy, đọt một lóng, hai lóng, ba lóng. Bát Fuji FS6. Đây. Cần này dài, hiện tại đang dài 2m9, thu vào là 1m08, đọt là 2,6 ly, cân nặng 180g. Nó mắc mất cái nắp vặn chân cần này, nắp chân cần này nha mọi người. Đấy, thì mọi người lấy cái nắp xu vặn vào. Đấy, nắp xu lấy cái nắp chai cũng được, để vào đây rồi dán lại nhé. Đây là cái số 26. 26. Cái này 180.000. 26, 180.000. Số 27 là một cây cần ISO, cây này China xuất Nhật nha mọi người.
Đấy. Thân gọn nó nha mọi người. Đọc luôn. Cây này hiện tại mình đo là nó dài 2m8 này. Đúng khoảng là dài 3m nhưng mà hình như nó bị gãy khoảng cỡ 20 phân rồi. Thì gãy ngọn á, 20 phân người ta hạ đọt luôn. Dài 28 thu và 82 cm, đọt là 1,8 ly, cân nặng là 120 g. Đấy. Đọt này, đấy. Xuống đây người ta lấy cái khoang này làm cái đầu bu luôn. Mọi người về thì thích thì thay cái khoang này ra bỏ cái đầu bu vào nhé. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người. Dàn khoan này còn ok nhé, còn đá luôn. Bass Fuji FS6 này, cái cần số 27. Đấy. Cái này mà 100, 27, 100. Số 28 là một cây cần cỡ mini, bán mini cũng được. Đấy. Cái cần này thu vào chỉ có 70 cm thôi. Đấy. Cần này là cần Daiwa nha mọi người, Daiwa. Đấy. Dài 24, cứng 20 nè. Đấy, 4 lóng nè. Thu vào 70 cm nè. Đấy, dàn khoan của nó thì có một cái khoan này là mắc đá luôn nè. Còn khoan này có đứt đây. Về mùi dán keo thấy lại nhé. Đấy, về thay cái khoang này thôi, chỉ cần có cái khoang này thay thôi. Đấy, đầu bu thì hơi hăng dĩ, về mọi người đánh đi nhé. Một lóng, hai lóng, ba lóng, bốn lóng nha mọi người. Bass Fuji FX7. Bass Fuji FX7. Đây, dài 2m4, thu vào 70 cm, đọt 2,1 ly, cân nặng là 160 g. Đây này, cây số 28. Cây này 200. 28, 200 nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video cần câu hôm nay của mình. Mọi người mua hàng thì liên hệ giúp mình số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đơn hàng từ 200 ngàn trở lên thì mình sẽ ship code. Và mọi người được phép kiểm tra hàng và bắt buộc phải kiểm tra hàng kỹ trước khi nhận hàng nha mọi người. Xem có bị sai sót gì so với mình mô tả trên video hay không, hoặc là bị bể vỡ gãy nứt gì trong quá trình vận chuyển không nha mọi người. Có gì thì báo cho bên mình nha. Đấy, để giải quyết. Còn mình sẽ không giải quyết những trường hợp mà cứ nhận hàng bừa không kiểm tra hàng rồi cứ điện cho mình báo là bị này bị kia nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.